Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 13, bảng đơn vị đo khối lượng, trang số 36, 37, sách giáo khoa môn toán lớp 5. Và các em nhớ, đây là sách VN hay còn gọi là sách mô hình trường học mới. Riêng về sách toán lớp 5 đại trà thì thầy đã quay cho chúng ta xong rất là lâu rồi. Trên kênh của chúng mình đã có toàn bộ chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 5. Và bài tập tập 1, tập 2 là đã có phiếu bài tập từ tuần số 1 đến tuần 35, chúng ta đã có ở trên kênh hết rồi. Các cái đề kiểm tra giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2 và cuối học kỳ 2 thì đều đã có hết ở trên kênh rồi nhé. Các em tìm để các em tham khảo. Rồi, và bây giờ thì mời các em mở sách trang 36 để chúng ta vào cái bài. Đấy, như vậy thì ở cái bài số 12 chúng ta đã được tìm hiểu về bảng đơn vị đo gì? Diện tích, đúng không? Đo độ dài. Thì đây chúng ta lại tìm hiểu là bảng đơn vị đo gì? Khối lượng. Thì trong bài này sau khi học xong thì chúng ta cũng sẽ nắm được này, bảng đơn vị đo khối lượng này, và những cái mối quan hệ giữa hai cái đơn vị đo khối lượng liên tiếp, tức là đơn vị đứng trước với đơn vị đứng sau và ngược lại, đơn vị đứng sau với đơn vị đứng trước như thế nào. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào hoạt động đầu tiên, đó là cái hoạt động cơ bản. Vậy thì giáo viên sẽ tổ chức cho chúng ta chơi cái trò chơi. Đó, tùy theo có thể lớp của các bạn sẽ là các bạn mà chủ tịch hội đồng hoặc là lớp phó học tập, đúng không? Đó, thì sẽ tổ chức cho chúng ta chơi cái trò chơi. Thực chất của trò chơi này nè, giúp cho chúng ta nhớ lại cái bảng đơn vị đo khối lượng mà chúng ta đã được học ở lớp 4, đúng không? Đó, vậy thì giờ chúng ta sẽ đấu nhau theo cặp hoặc là gì, theo dãy lớp để viết và đọc tên các cái đơn vị đã học và sắp xếp theo thứ tự từ lớn cho đến bé. Đó, tức là chúng ta sẽ viết vào đây. Rồi, vậy thì quan sát cái bảng này chúng ta lại nhớ lại rồi, đúng không? Nếu như chúng ta đã học lớp 4 của thầy rồi thì có cái cuốn gọi là tập hay là vở ghi nhớ đó, các em có thể xem nếu mà em nào bị quên, đúng không? Rồi, vậy thì ở đây nè, kg này nè sẽ là cái mà đứng ở giữa nè. Lớn hơn kg này sẽ là tấn nè, tạ nè, yến nè. Nhỏ hơn kg nè là hectogram, decagram rồi gram nè. Đó. Vậy thì từng cái đơn vị đứng trước, cứ đơn vị nè đứng trước thì sẽ lớn hơn đơn vị đứng sau liền kề là 10 lần, đúng không? Đấy. Giống hệt như là bảng đơn vị đo gì? Độ dài, đúng không? Vậy thì 1 tấn nè thì bằng bao nhiêu tạ? Nó sẽ gấp tạ là 10 lần, đúng không? Vậy thì 1 tấn sẽ bằng 10 tạ nè. 1 tấn nè bằng bao nhiêu kg? Vậy thì là 10 nè. 100, 1 gì? 1.000, đúng không? Tức là gì? Sẽ là 10 nhân 10 nhân với 10, đúng không? Thì 1 tấn này sẽ bằng là 1.000 kg. Được chưa? Tương tự như vậy thì 1 tạ nè. Tạ rồi đến yến, đúng không? Vậy thì 1 tạ sẽ là 10 yến nè. 1 tạ sẽ bằng bao nhiêu kg? 10 nhân với 10 sẽ là 100 kg. Được chưa? Vậy thì 1 tạ nè đứng đằng sau tấn này thì nó sẽ là bằng bao nhiêu tấn nhỉ? À, nhớ nó sẽ là 1 phần gì các em? 1 phần 10 của tấn nhá. Được chưa? Đấy. Chắc chắn thầy viết đến đây đã rất là nhiều em nhớ về cái bảng này rồi. Rồi, 1 yến thì bằng 10 kg. Vậy thì 1 yến bằng bao nhiêu tạ? Sẽ là 1 phần gì? 1 phần 10 của tạ, đúng không? Rồi, 1 kg bằng 10 gì? Hectogram. Vậy thì 1 kg sẽ bằng 1 phần 10 của gì? Của yến. Được chưa? Tương tự như vậy, 1 hectogram sẽ bằng 10 của decagram. Và 1 hectogram này sẽ bằng bao nhiêu kg? 1 phần gì? 1 phần 10. Được chưa? 1 decagram sẽ bằng 10 gì? 10 gram. Và 1 decagram này sẽ bằng 1 phần 10 của hectogram. Và cuối cùng thì 1 gram sẽ bằng bao nhiêu của kg nè? Đấy. Ta không hỏi là decagram 1 gram sẽ bằng bao nhiêu,
1 kg bằng 1.000 gram đúng không? Vậy thì 1 gram thì sẽ bằng 1/1.000. Được chưa? Đấy, xong nhá. Đấy, chúng ta đã hoàn thành được cái bảng này. Và các em nhớ một lần nữa cho thầy về cái bảng đơn vị đo này. Tấn này. Đến gì? Đến tạ này. Tạ sẽ đến gì? Yến này. Yến rồi đến gì? Kilogram. Kilogram sẽ đến là hectogram. Hectogram đến decagram. Decagram này sẽ đến gì? Gram. Đó, vậy thì cứ nhớ rằng mỗi một đơn vị đứng trước sẽ lớn hơn đơn vị đứng sau là 10 lần. Và đơn vị đứng sau này sẽ nhỏ hơn là gì? 10 lần, tức là 1/10. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ điền vào cái nhận xét này. Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau. Đơn vị lớn hơn sẽ gấp. Gấp gì? Gấp 10. Đơn vị bé hơn tiếp liền. Và đơn vị bé hơn thì lại bằng 1/10 của đơn vị lớn hơn tiếp liền. Được chưa? Đấy, đây là hai cái nhận xét chúng ta cần phải chú ý nhé. Đó, thực ra những nội dung này chúng ta đã học ở lớp 4 hết rồi. Rồi, ta sẽ đến với những cái hoạt động thực hành. Giờ chúng ta là câu A này, 5 tấn thì bằng bao nhiêu tạ? Đó, các em chỉ cần nhớ cái bảng này. 1 tấn thì bằng 10 tạ, vậy thì 5 tấn thì sẽ là 5 nhân với gì? 5 nhân với 10 sẽ là 50. Được chưa? Đó, các em có thể dừng video các em làm. Sau đó là so sánh và đối chiếu kết quả với thầy. 34 tạ thì bằng bao nhiêu yến à? Tạ rồi đến gì? Yến, và anh ta chỉ lấy gì? 34 nhân với 10 sẽ là 340. Được chưa? 21 yến thì bằng bao nhiêu kg? Nhân với 10 thôi sẽ là 210. Được chưa? 5 kg thì bằng bao nhiêu gram? Đây, chú ý nè. 1 kg thì bằng bao nhiêu? 10, 100, 1.000 gram. Vậy thì 5 nhân với 1.000 sẽ là 5 gì? 5.000 gram nhá. Đấy, chú ý chỗ này cho thầy. Rồi, câu B nè. 80 tạ thì bằng bao nhiêu tấn nè? Đấy, vậy thì chúng ta thấy nè. 1 tạ nè thì bằng mấy? 1/10 của tấn. Vậy thì 80 tạ tức là bằng 80 trên gì? Trên 10. Vậy thì 80 trên 10 thì sẽ bằng gì? Bằng 8 nè. Đấy, chú ý nha. Đây sẽ là 8 gì? 8 tấn nhá. 1.300 kg thì bằng bao nhiêu tạ nè? Kg nè. Vậy thì các em phải biết được nè. 1 tạ nè thì sẽ bằng bao nhiêu? 10, 100. 100 kg nè. Tức là 1 kg này sẽ bằng 1/100 của gì? Của tạ. Đúng không? Bây giờ các em có bao nhiêu? 1.300. Thì sẽ lấy là 1.300 trên bao nhiêu? Trên 1 gì? 100. Vậy thì 1.300 trên 100 này thì sẽ là 13. Đúng chưa? Chúng ta chỉ bỏ hai số 0 đi thôi. Đấy. Vậy thì sẽ là 13 tạ. Được chưa nào? Rồi, 310 kg thì bằng bao nhiêu yến? Đây, kg đến yến nè. 1 kg thì bằng 1/10 của yến. Vậy thì 310 chia cho mấy? Chia cho 10. Đúng không? Thì sẽ bằng bao nhiêu? 331 yến. Được chưa? 25.000 kg thì bằng bao nhiêu tấn? Đó, các em biết 1 tấn thì bằng 1.000 kg. Bây giờ chúng ta có 35.000 thì sẽ là 35 trên 1 gì? 1.000 thì sẽ bằng 35 tấn. Được chưa? Quá đơn giản đúng không? Rồi, 1 tạ bằng bao nhiêu tấn các em? 1 tạ thì bằng 1/ gì? 1/10 của tấn đúng không? 1 yến thì bằng bao nhiêu tạ? Là yến tạ này. Đó. Một yến thì lại bằng 1/ gì? 1/10 của tạ. Đúng không? 1 kg thì bằng bao nhiêu yến? À, cũng chỉ bằng 1/ gì? 10.
1 gram thì bằng bao nhiêu kg? À, 1 gram thì lại là 1 phần 1 gì? 1.000 nhá. Đấy. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thiện xong bài số 1 của hoạt động thực hành. Rồi, chúng ta đến bài số 2. Bài số 2 thì yêu cầu là viết số thích hợp vào chỗ chấm. Tức là chúng ta sẽ đổi cái đơn vị này ra theo yêu cầu của bài toán. 12 tấn 23 kg thì bằng bao nhiêu kg? À, vậy thì chúng ta thấy đây là kg, ta có phải đổi không? Không, đúng không? Các em chỉ cần đổi 12 tấn này sẽ bằng bao nhiêu kg này? Đó. Được bao nhiêu chúng ta cộng với gì? 23. Các em biết là 1 tấn thì bằng 1.000, đúng không? Vậy thì 12 tấn ta lấy 12 nhân với 1, 1.000, là chưa chưa? Sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? À, như vậy thì 12 nhân 1.000 thì sẽ bằng 12.000, đúng không? Đó. Phải không nào? Rồi, vậy thì 12.000 cộng với bao nhiêu? Cộng với 20 mấy? 23. Đúng không? Đấy, vậy thì cộng với 23 sẽ ra là 12.020 mấy? 23. Đó, các em viết vào đây. Thầy sẽ viết lên trên này nhé. Tại đây nó quá nhỏ rồi. 12.023. Được chưa? Rồi. Câu tiếp theo nè. 12 tạ 23 kg thì bằng bao nhiêu kg? Các em biết được 1 tạ là bao nhiêu? 100 kg. Vậy thì 12 tạ thì sẽ bằng bao nhiêu kg nhỉ? Sẽ là 12 nhân với 1 gì? 100. 12 nhân 100 thì sẽ là 1.200 gì? 200. 1.200 cộng với 23 sẽ ra là 1.223. Được chưa? 1.223. Được chưa? Rồi. 7 kg 21 gram thì bằng bao nhiêu gram? Các em chỉ biết là 1 kg thì bằng bao nhiêu? 1.000 gram, đúng không? Vậy thì 7 kg là 7.000 cộng với 21, được chưa? Thì sẽ là 7.021 gram. Được chưa? Xong nhá. Rồi, đến bài số 3. Người ta hỏi nè. Thửa ruộng thứ nhất thu được nè 780 kg thóc. Thửa ruộng thứ hai thu được là 1 tấn 42 kg. Hỏi cả hai thửa ruộng là thu được bao nhiêu kg thóc? À, tức là bài 3 này, chúng ta có thể tóm tắt như sau nè. Thửa ruộng 1 nè, thầy viết tắt là thửa 1 nhé. Hay là thửa thứ nhất nè. Thửa thứ nhất bao nhiêu? 780 kg thóc. Được chưa? Rồi, thửa ruộng thứ hai nè. Đó. Thửa ruộng thứ hai là 1 tấn nè. Bao nhiêu? 42 kg thóc. Vậy thì giờ người ta hỏi nè. Vậy thì cả hai cái thửa này là thu được là bao nhiêu kg thóc? Đấy, vậy thì chúng ta thấy này, đây là đơn vị 1 tấn 42 kg. Mà người ta hỏi đơn vị là gì? Kg. Vậy thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta phải làm sao nhỉ? Phải đổi ra đúng không? Giải nhá. Trước hết các em sẽ đổi 1 tấn bao nhiêu? 42 kg. Ra cái gì đây? Ra kg. Vậy chúng ta chỉ đổi gì? 1 tấn thôi. 1 tấn thì bằng 1.000 kg. Vậy thì 1.000 mà cộng với 42 sẽ là 1.040 gì? 2 kg gì? Được chưa? Vậy thì bây giờ đã như thế này chúng ta có tính được không? Quá đơn giản rồi đúng không? Vậy chúng ta sẽ trả lời cả hai thửa thu được bao nhiêu kg thóc? Chúng ta sẽ trả lời số kg thóc cả hai thửa thu được là
hoặc là gì, cả hai thửa thu được số kg thóc là cũng được nhá. Số này, kg thóc cả gì, hai thửa ruộng đi, được chưa, thu được là quá đơn giản rồi đúng không các em. Sẽ lấy gì, số kg thóc của thửa thứ nhất chúng ta vừa đổi xong cộng với thửa thứ hai đúng không, 780 cộng với 1042, được chưa, các em cộng vào, 0 cộng với 2 bằng 2 này, 8 cộng với 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1 này, 7 này nhớ 1 là 8 này, vậy thì 8 cộng 0 là 8 này, 1 hạ 1 này, được chưa, sẽ là 1822 kg. Ta ghi đáp gì, đáp số. Như vậy thì cả hai thửa thu được là 1822 kg thóc, được chưa, xong nhé. Rồi ta sang hoạt động thứ ba, đó là cái hoạt động ứng dụng. Cái bạn tên là Hoàng này, bạn đã lập một cái bảng ghi số đo khối lượng của một số cái đồ vật và cái vật nuôi của nhà bạn như sau này. Nó cột thứ nhất là tên các cái đồ vật hoặc con vật này, con trâu, con lợn này, cái cặp này, và khối lượng này, tạ, kg, đúng chưa. Ta hỏi nè, hãy ước lượng khối lượng một vài đồ vật hoặc vật nuôi của nhà em và lập bảng như bạn Hoàng bạn đã làm. À, vậy thì cái này thì tùy theo gì, tùy theo nhà từng gì, từng em sẽ có các con vật nuôi hoặc là gì, những cái đồ vật khác nhau đúng không. Đấy, ở đây thì thầy có thể làm cho chúng ta một số cái gọi là chúng ta tham khảo thôi nha. Đó, em sẽ tham khảo cái bảng này của thầy. Còn mỗi một bạn thì có thể sẽ có rất là nhiều những cái để chúng ta gì, liệt kê vào đây, được chưa. Đấy, chúng ta cũng kèm cái bảng nhá. Ta cũng kẻ cái bảng giống như bạn Hoàng bạn kẻ thôi. Không có gì khó khăn cái bảng này đúng không? Rồi, đó, kẻ ước chừng như vậy đi. Rồi thầy cũng sẽ liệt kê khoảng 3-4 cái đồ vật gì đó hoặc là con vật gì đó. Được chưa? Nhớ là cái này chúng ta phải ước lượng thôi. Bởi vì sao? Bởi vì có thể có những cái đồ vật nó cùng tên đó nhưng mà nặng hơn hoặc nhẹ hơn, tùy theo về gì, về nó lớn hay nó nhỏ, hay nó to hay là bé đúng không. Đó thì thầy sẽ cho nó đủ luôn đi, 4 cái đi, được chưa. Đó, chúng ta sẽ lần lượt. Rồi thì chúng ta sẽ có một số những cái đồ vật này, ví dụ này, ví dụ chúng ta sẽ đầu tiên sẽ là con nhé. Đó, có thể có nhà những bạn sẽ nuôi gì, nuôi những cái con vật như là gì, con bò này. Đó, một số bạn ở nông thôn đúng không, miền núi thì nó có thể nuôi con bò, con dê, hoặc là gì, có thể con chó hoặc con mèo đúng không. Vậy thì con bò thường thường người ta không lấy cái khối lượng của nó là kg mà có thể là tạ hoặc là gì, hoặc là tấn thôi đúng không. Nhưng con bò thì không dùng tấn, đa số thì chỉ gì, tạ thôi đúng không. Nhưng con bò thì khoảng gì, một tạ là to lắm rồi đúng không, đúng không. Đấy, được chưa. Thứ hai thì chúng ta có thể kể tên một cái con vật khác, ví dụ như là con gì, con mèo chẳng hạn. Đó, con mèo bắt chuột. Đấy thì con mèo này thì chúng ta sẽ ước lượng là gì, kg. Con mèo thì chúng ta khoảng 4-5 kg đổ lại thôi đúng không. Đó, vậy thì ở đây khoảng gì, 4 kg, được chưa. Đấy, ở đây những con lợn người ta nuôi khác. Rồi, mình có hai cái con vật rồi nhá. Bây giờ mình sẽ ước lượng này. Ước lượng là gì, cái bàn, cái bàn học của em á, đúng không. Đó, cái bàn học của mình thì tùy theo chất liệu
có thể bằng gỗ hay bằng nhựa, nó có cái giá sách liền hay không, đúng không? Đấy, vậy thì cái bàn học này thì tùy theo, chúng ta có thể liệt kê nó khoảng là gì? 10 hoặc 15 kg. Đúng không? Tùy theo cái bàn. Nếu mà cái bàn đó mà gỗ tốt thì có thể là gì? Nó nặng hơn rất nhiều. Được chưa? Rồi. Rồi tiếp theo là cái tủ gì? Tủ lạnh chẳng hạn. Đó, hoặc cái tivi hoặc cái gì đó. Vậy thì tủ lạnh nhà các bạn có thể tùy loại. Có cái loại rất là to, cũng có loại rất là nhỏ, đúng không? Đấy, vậy thì có thể có những tủ loại, tủ lạnh mà gì, hai cánh chúng ta đứng là gì, cao hơn chúng ta rất là nhiều, đúng không? Vậy thì tủ lạnh này nè, thì khoảng là gì? Bao nhiêu kg thôi, ví dụ khoảng 50 kg. Đấy là to lắm rồi, đúng không? Ví dụ là như vậy nhá. Đó. Rồi, đấy, vậy thì đây là những cái mà thầy liệt kê ra cho các em tham khảo thôi. Rồi, và các em nhớ là trước khi mà chia tay thì đừng quên chia sẻ cái kênh này của chúng mình đến các bạn đang học ở trong lớp, trong trường của mình nha. Bye bye.